Hello, chào mừng các bạn quay lại series học CS cơ bản tại tập phạm.com Như các bạn cũng biết là mặc định trong các thẻ list hay còn gọi là thẻ danh sách trong HTML thì nó sẽ được hiển thị dựa trên cái quy tắc hiển thị những danh sách trên trình duyệt Ví dụ như khi mà các bạn sử dụng những cái danh sách không sắp xếp tức là thẻ UL á thì những cái mục con bên trong tức là những cái thẻ list, thẻ ly á thì nó sẽ hiển thị những dấu chấm đầu dòng hoặc là nếu mà các bạn sử dụng những danh sách có sắp xếp tức là thẻ OL thì nó sẽ hiển thị những cái a, a, một con bằng những cái số có thứ tự. Nhưng mà trong Ceres, các bạn có thể đổi lại cái kiểu hiển thị của nó. Chẳng hạn như các bạn có thể đổi từ cái dạng dấu chấm tròn sang dấu chấm vuông, hoặc là các bạn không thích sử dụng ký tự đó mà các bạn sẽ thích sử dụng hình ảnh để mà làm những cái mục đầu dòng. Và chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Ok, và trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vận dụng những cái thuộc tính trong CSS để mà cho các bạn có thể thay đổi lại cái kiểu hiển thị của những cái danh sách. Rồi. Trước tiên mình vào phần New plan này mình tạo một cái danh sách như sau. Bây giờ mình sẽ tạo một cái danh sách không sắp xếp là thẻ UL. Sau đó mình sẽ tạo những một con bên trong như thế này. À, một con một, ok rồi. Vậy tạm thời mình có hai một như thế này. Bây giờ các bạn có thấy là dấu chấm tròn nó hiển thị ra mỗi một đúng không? Và bây giờ mình sẽ sử dụng những cái thuộc tính trong CSS để mà mình thay đổi là cái kiểu hiển thị của nó. Trước tiên các bạn cần phải hiểu rằng để thay đổi những cái kiểu hiển thị như thế này thì chúng ta sẽ viết css trên những cái thẻ list này chứ không phải là thẻ ul ha bây giờ mình sẽ chọn là thẻ ul list à hoặc là các bạn có thể là ghi list cũng được không sao các bạn chọn hết và mình ghi thuộc tính là list style type nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi là cái kiểu hiển thị của nó rồi thì cái thuộc tính này có những cái giá trị như sau thứ nhất là kiểu giá trị list đây là cái kiểu giá trị hiển thị mặc định mà nó sẽ hiển thị bằng cái dấu chấm tròn như thế này. Dấu chấm tròn và có cái có cái nền đúng không? Và nó còn một kiểu nữa đó kiểu sequel. Tức là nó sẽ hiển thị những dấu chấm tròn và không có nền như thế này. Đó. Cái kiểu thứ ba là kiểu square. Đó là kiểu hiển thị dấu cái dấu vuông như thế này, đó. Và kiểu thứ tư là kiểu decimal, tức là hiển thị dạng số cái này nó giống như là cái danh sách có sắp xếp vậy đó Hoặc là chúng ta có thể là sử dụng số la mã Cái số la mã có hai loại Loại in hoa với loại in thường ha Cái loại in thường là lower roman đó, Các bạn thấy số la mã không Và cái loại mà in hoa thì chúng ta có là upper rồi, à, roman Đó và cái giá trị cuối cùng nữa đó là giá trị nên tức là mình sẽ không sử dụng một cái dấu gì nữa nó sẽ hiển thị như thế này đó thì đó là những cái giá trị trong cái thuộc tính list style Type này và bây giờ mình tạm thời mình đưa lại về cái giá trị là square à rồi và cái thuộc tính thứ hai nữa đó là list style position tức là chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái dấu mục đầu dòng nó nằm bên ngoài hay nằm bên trong cái khung ul thì để mà các bạn hiểu rõ hơn về cái thuộc tính này, mình sẽ thêm cái màu nền cho cái thẻ ul để mà các bạn thấy nó nằm bên trong và bên ngoài là như thế nào. Thẻ ul thì chúng ta có background tạm thời màu đỏ đi. À, rồi. Ok. Và bây giờ cái thuộc tính list type position này nó có hai cái uh, giá trị. Cái giá trị thứ nhất là inside, tức là cái giá trị mặc định ha và nó sẽ nằm bên trong cái uh, gọi như cái block URL và nó còn một cái giá trị khác nữa đó là giá trị outside tức là nằm bên ngoài cái block nhưng mà tại sao khi mà chúng ta sử dụng outside này á nó vẫn nằm bên trong là sao là tại vì mặc định cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ thêm cái padding tức là thêm cái phần lót cho cái thẻ UL này để mà các bạn xem rõ ràng thì mình đưa padding về bằng không margin cũng là bằng 0 luôn thì lúc này bạn thấy là nó mất đi tại vì nó lòi ra bên kia Bây giờ mình tạm thời mình cho nó một cái chiều rộng nhất định Ví dụ như là 200 muscle Rồi mình tạm thời mình cho cái thằng cái khung này cho qua bên phải chút Tức là Amazing uh, Left Mình có là 32 pixel Thì bạn thấy là Lúc này á uh, bạn thấy hai cái dấu màu vuông vuông của mình á, thì nó sẽ hiển thị ra bên ngoài tức là cái thuộc tính list type position này là outside là như, như vậy đó còn nếu mà inside á, thì nó sẽ nằm bên trong đó các bạn thấy không đó thì đó là cái kiểu mà à, các bạn sẽ sử dụng cái thuộc tính list type position và nó còn một cái thuộc tính cuối cùng nữa đó là các bạn sẽ thay đổi là cái dấu hiển thị này thành một cái hình ảnh và cái thuộc tính đó tên là à, tên là gì tên là list style image à và cái thuộc tính này cái giá trị đó là cái liên ảnh cho nên chúng ta sẽ sử dụng kiểu hàm url bọc lại cái link à. và tốt nhất thì chúng ta nên cho cái thằng này về dạng nêm đi cho nó ẩn đi để chúng ta dễ xem hình đó rồi thì bây giờ mình sẽ kiếm một cái hình nào đó đi mình sẽ kiếm một cái gọi là dot icon cái hình dấu chấm này thôi ký một cái dấu chấm nào đó dấu chấm này đi tạm thời vậy ha rồi mình cho phần url thì bạn thấy là bây giờ hai cái dấu chấm của mình nó sẽ hiển thị ra tương ứng với mỗi một thì tốt nhất thì chúng ta nên tìm những cái hình nhỏ nhỏ thôi ở đây mình không tìm được cái hình nào nhỏ hơn nữa à, nó có hình nào nhỏ hơn không hình này cũng được nè nếu thích thì các bạn có thể sử dụng hình này ha tạm thời vậy đi rồi thì đó là những cái thuộc tính mà các bạn sẽ dùng để mà trang trí lại những cái danh sách của mình à, và nó cũng chỉ có ba thuộc tính này thôi nếu mà các bạn không thích cái cách mà viết riêng từng thuộc tính như thế này chúng ta có thể viết theo kiểu viết tắt như là list style À, chúng ta không cần ghi là list type position, list type time hay là list type image mà chúng ta chỉ cần một cái thuộc tính này và chúng ta ghi những cái giá trị đó vào. Khi mà các bạn viết tắt như thế này á thì các bạn sẽ viết theo thứ tự là thứ nhất là thằng Time nè. À. Thứ hai là thằng position. Và thứ ba là image. Và các bạn cần lưu ý là nếu mà các bạn sử dụng image á thì chúng ta không cần sử dụng cái thằng Time này. À. Ví dụ bây giờ mình ghi mình tạm thời mình xóa cái này đi. Mình xóa hết luôn. Thì mình ghi là square outside cũng được, không sao. Đó, hoặc là circle inside. À. Thì các bạn có thể viết tắt như vậy. Thì đó là những gì mà mình cần hướng dẫn trong cái video này thì cũng ngắn gọn như vậy thôi, không có gì nhiều. Rồi. Right hẹn gặp lại các bạn ở các video sau